Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichigo Club nha anh chị. Mình là Ngọc Lâm. Thì hôm nay thì sẽ cập nhật cho anh chị một số cái vấn đề trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Thì như anh chị thấy là giai đoạn vừa rồi thì mình đã cập nhật cho anh chị liên tục rồi đúng không? Thì đầu tiên thì anh chị nhớ like cho mình một like và thả cho mình một cái quả tim nha anh chị. Anh chị nào mà đã có lọc thì nhớ donate cho mình một ly cà phê nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha, để mình có thể là có thêm những cái động lực trong giai đoạn sắp tới để nó phục vụ quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Nó giống như câu chuyện là để mình biết được anh chị nào quan tâm và có được cái lợi nhuận lớn trong giai đoạn vừa rồi nha anh chị. Thì cái đó là cũng là cái niềm vui của mình thôi. Anh chị nhớ like cho mình một cái và thả cho mình một quả tim nha. Hôm nay là một cái phiên cực kỳ sôi động của cái giai đoạn gần Tết anh chị. Chúc mừng anh chị nhà đầu tư đã có lợi nhuận lớn nha. Giai đoạn vừa rồi thì nó anh chị nhà đầu tư mua rất nhiều, và cái anh chị nhà đầu tư thấy là cái vấn đề là thuyết âm mưu đúng không anh chị? Thì bắt buộc là khi mà nhà đầu tư lớn thì lúc nào người ta cũng giành cái phần thắng anh chị. Khi mà nhà đầu tư cá nhân người ta sợ người ta bán ra thì nhà đầu tư lớn người ta mua vào, và chắc chắn là người ta sẽ tạo cái hiệu ứng để mà thu hút 1,5 tỷ đô hoặc là 2 tỷ đô bán ròng ở cái giai đoạn vừa rồi của nhà đầu tư cá nhân để trở lại vào thị trường. À, giống như mình nói anh chị, thì anh chị thấy phiên hôm nay đã nóng lên cái là cá nhân mua lại phiên hôm nay nha anh chị. Cá nhân thì mình thấy là có một số tổng hợp là bắt đầu cá nhân người ta trở lại anh chị, người ta chịu hết nổi rồi, người ta trở lại những cái phiên hưng phấn như thế này. Thì để mình đánh giá về cái thị trường và đặc biệt là cái chiến lược trong giai đoạn sắp tới thì mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư luôn. Thì cái video này tương đối quan trọng để cho anh chị nhà đầu tư nghỉ Tết nha anh chị. Còn có 2 phiên giao dịch nữa là đáo hạn phái sinh nữa thì chúng ta đã nghỉ Tết rồi. Thì về cái quan điểm thị trường ở trong giai đoạn này của mình anh chị, thì có khả năng thì cái giai đoạn này thì rất nhiều người sẽ nói với anh chị nhà đầu tư là thị trường đang có hưng phấn, thị trường đang có hưng phấn, nhưng làm cách nào ở trong giai đoạn này và xu hướng như thế này thì thị trường có thể là nó sẽ chững lại anh chị. Đối về cái quan điểm của mình trong giai đoạn này thì bắt buộc thị trường nó sẽ đánh lên tiếp, nó sẽ đánh vượt lên tiếp, tại vì cái khối lượng phiên giao dịch hôm nay chưa có nhiều và cái lượng hàng người ta ra chưa có lớn. Thì bây giờ anh chị, người ta sẽ đánh thêm bứt thêm một phiên hoặc là phiên sáng thứ năm nữa để người ta đánh bứt lên luôn, đánh bứt lên thì nó mới hút thêm cái dòng tiền vào nữa. Bây giờ người ta thấy là anh chị phải chú ý cho mình cái thanh khoản thị trường nha. Nếu thanh khoản mà lớn quá thì đó là cái giai đoạn mà anh chị phải hạ bớt thị trọng. Còn nếu như thanh khoản nó vẫn bình 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 và nó đi lên thì lúc đó thị trường có thể tăng rướng thêm vài phiên giao dịch nữa, chứ không biết đâu, có thể qua Tết đầu Tết nó cũng sẽ tăng tiếp. Nên thành ra cái chiến lược ở trong giai đoạn này là rất quan trọng đối với anh chị nhà đầu tư, cực kỳ quan trọng đối với anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Thành ra cái chiến lược của mình đưa ra cho anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này là bám sát theo cho mình là từ đây qua năm. Thì nếu như mà anh chị nhà đầu tư thấy ngày mai nó tiếp tục nó cứ đánh ráng lên mà thanh khoản bắt đầu nó cứ lớn lớn lên nha anh chị, là anh chị nhà đầu tư phải chú ý. Có thể là khi mà anh chị bán cổ phiếu ra rồi á, thị trường có thể tăng tiếp 1 tới 2 phiên tới, nhưng mình đừng có lấy cái đó làm cái tiếc nha anh chị. Mình phải chuẩn bị cho cái lực mua vào khi mà thị trường nó quay đầu nó điều chỉnh. Cái quan trọng nhất không phải là giai đoạn này mà anh chị tính tới câu chuyện mua nữa, mà tính tới câu chuyện bán nữa, mà bây giờ anh chị phải tính tới câu chuyện mua cho mình. Tính tới câu chuyện mua cho mình nha anh chị, là khi thị trường có điều chỉnh, cái sức mua của mình ở đâu có, thì bắt buộc nếu như mình có thì mình phải chuẩn bị bán ra thì mình mới mua lại được. Ăn thêm nhịp sâu này nữa thì bảo đảm nha anh chị nhà đầu tư trúng lớn luôn. Và thị trường nó đã xác nhận cái xu hướng như gì, xác nhận cái xu hướng là gì, nó đã rút ra cái xu hướng giá giảm nha anh chị. Ví dụ như ở đây mình vẽ cho anh chị nhà đầu tư tí ở chỗ này nha. Anh chị hình dung là cái chỗ này nè, ví dụ chỗ này thì bây giờ nó đang phá ra khỏi cái kênh xu hướng này, thì khi nó phá ra thì nó thường nó sẽ quay lại nó test cái kênh xu hướng này một cái nữa, kèm theo cái chỉ số hưng phấn, kèm theo tất cả mọi thứ nó đang ủng hộ cho cái một cái nhịp test lại, thì mình hạ bớt tỷ trọng để xuống dưới mình tiếp tục mua và mình nắm giữ. Còn nếu như mà anh chị xác định mình không sợ thì mình nắm giữ, nó test lại mình vẫn bình thường và mình vẫn tiếp tục phiên nắm giữ. Nó ở đây có 2 trường hợp: một là anh chị nắm giữ, hai là nếu như anh chị đủ nhanh thì anh chị có thể hạ trên xuống dưới, anh chị mua lại để tăng cái khối lượng của mình lên ở trong giai đoạn này, tại vì mình thấy là nó sẽ đánh rướng thêm 1-2 phiên nữa, sau đó nó sẽ quay lại nó test anh chị và nó sẽ tiếp tục đi lên tiếp với cái xu hướng này trong giai đoạn tới. Tại vì hôm nay là một cái phiên xác định xu hướng nha anh chị, xác định xu hướng của thị trường break ra khỏi một kênh xu hướng giảm và nó sẽ đánh rác lên, sau đó nó sẽ quay lại test cái đường giá này một cái nữa. Thì khi mình nhận diện, mình biết được vấn đề này anh chị, thì mình có thể là như thế này thì lên tới đây 1-2 phiên nữa, nếu như rác quá, nó tăng nóng quá thì mình phải hạ bớt. Và khi mà hạ bớt rồi thì có thể khả năng thị trường nó sẽ rướng, nó neo 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 neo, nó chưa chỉnh liền mà nó sẽ neo cho anh chị vào lại. Thì anh chị phải xác định là khi nào có chỉnh thì mình mới vào, chứ mình không có vào liền. Thì ngay cả bản thân mình cũng vậy anh chị. Bây giờ anh chị biết là mình ôm hàng tương đối nhiều, mà mình đã tâm sự với anh chị rất nhiều rồi, rất nói anh chị rất nhiều rồi, nhưng mà anh chị nhà đầu tư không giữ được bình tĩnh mà anh chị bán ra nhảy vào trong giai đoạn này không có lợi nhuận. Anh chị thấy hoa sen hôm nay nó trần không anh chị? Rất là lãi, rất là lớn luôn. Mình nói anh chị, FTS hôm nay anh chị thấy nó trần không anh chị? Gần trần, sát trần, không không là
ở những cái mã của SSI hôm qua hôm kia thì anh kia nói là mua theo 15 trong phiên thì lỗ mất 3%, nhưng trong khi bữa nay quay lại thì không thấy anh đâu hết, quay lại thì không thấy anh đâu hết anh gì. Thì khi mà mua sai á, thì mình, nhưng mà mua đúng thì là của người ta, không thì rất là buồn cho những người đó nha anh chị. Thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ không đồng hành cùng những người đó, mình phải cùng đồng cam cộng khổ với nhau, có những giai đoạn xấu có những giai đoạn tốt, mình phải đồng cam ở bên cạnh nhau, không chứ lúc những cái giai đoạn xấu anh chị cứ cứ không có cái tín hiệu gì hết thì anh chị cứ nghĩ là thị trường nó như thế này, anh chị lại đi tìm một cái người mới, nhưng mà trong khi đó anh chị thấy là mình đã xuyên suốt anh chị nhà đầu tư rất dài rồi, từ cái giai đoạn từ bắt đáy tới giai đoạn này anh chị nhà đầu tư thấy lợi nhuận rất lớn. Mình chơi đẹp thì anh chị cũng phải không? Một số anh chị phải chơi đẹp với mình, tại vì mình chia sẻ đó là thật lòng của anh chị nhà đầu tư như vậy. Và trong giai đoạn sắp tới mình sẽ đánh theo cái chiến lược này, nếu như nó đánh rét quá, nó đánh nóng quá anh chị, tại vì mình nghĩ là cái hưng phấn anh chị, phải hiểu là hưng phấn là gì. Hưng phấn là có khả năng là nó sẽ đánh lên nữa, tại vì trong một cái giai đoạn hưng phấn, khi nào mà kết thúc hưng phấn thì lúc đó thị trường nó mới điều chỉnh. Còn trong cái quá trình hưng phấn là có thể một hai phiên tới, hoặc là qua đầu phiên đầu Tết á, một hai phiên đầu Tết nó sẽ bung lên nữa, thì cơ hội để cho mình chốt lại và xuống dưới mình mua lại nữa thì là an toàn nhất. Đó là chiến lược mà anh chị nhà đầu tư cần cần phải lưu ý cái vấn đề này. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị biết và anh chị phải chuẩn bị là khi nhà đầu tư cá nhân trở lại cuộc đua thì đó cũng là cái giai đoạn anh chị nhà đầu tư phải thận trọng, đó là cái quan trọng nha anh chị. Chứ coi tự doanh rồi nó chốt lãi ra và nó đáo hạn phái sinh nữa là coi chừng. Nhưng mà trong giai đoạn này cũng không có quá sợ, tại vì thị trường nó test hai đáy và bây giờ nó rách lên rồi, nha anh chị. Thì anh chị cũng phải xác định cho mình có hàng, và đặc biệt cái nhóm chứng khoán mình đã nói anh chị nhà đầu tư rồi, không mình đã nói vài phiên hôm nay là khi mà SSI nó còn có tích lít phía dưới, một số mã cổ phiếu anh chị thấy nó tẹt tẹt phía dưới, nhưng mà hôm nay nó bùng nổ hết rồi, nhưng mà nó chưa đủ nha anh chị. Mình thấy là nhóm chứng khoán nó chưa có đủ thỏa mãn của mình trong giai đoạn này, nó chưa có đạt điều kiện của mình, nó phải trần thật mạnh phiên như vậy hôm nay thì nó mới mới hay được, phải trần mạnh gì rất là tiếc. Thì hôm nay thì anh chị nhà đầu tư cũng lãi lớn rồi đúng không, chúc anh chị nhà đầu tư thì luôn luôn thành công và khá nhiều may mắn nha anh chị. Nhưng ví dụ như anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu cạn cung, mình nói như HAH rồi này anh chị, là khi thanh khoản nó bùng lên lại anh chị, thấy thanh khoản nó nhú lên lại anh chị ạ, thì nó xác định là một xu hướng. Ví dụ như bây giờ nó rách ra khỏi đây lại một lần nữa 36 đi, thì bắt đầu cổ phiếu này cái target của nó ít nhất nó phải nằm trên vùng giá 43 anh chị, 43. Thì tại sao mình không nắm bắt trong cơ hội này khi cổ phiếu nó còn tích ở bên dưới và bây giờ nó đang chờ một cái tín hiệu đó gọi là rách ra khỏi một cái kênh xu hướng giảm, và trong cái đoạn này một cái mô hình tam giác đúng không chị. Ngay cả BCG nó cũng lên nè, một số anh chị nhà đầu tư bán sớm quá, ví dụ như bán những mặt cổ phiếu như là ngay cả HQC đoạn dậy sáng nay, HQC đoạn dậy chị cứ từ từ bình tĩnh, nước lên thì thuyền lên thôi, mấy mẹ bên đi thì nó chưa dậy đâu, khi nào mà cổ phiếu lớn thì nó ấy. Như là một số mã như là con DG, DG thì đang tích lũy nền nó đi ngang thôi. Hay là một số mã cổ phiếu như là mình thấy như là khá là ổn phía bên dưới, ví dụ BCG rồi không? Anh chị cứ chạy tới chạy lui chạy ra chạy vào BHDG đúng không, DG thì nó quay lại đường đua hết rồi anh chị. Anh chị phải kiên nhẫn, hôm nay thì mình đã nhắn tin mình nói cho anh chị nhà đầu tư trong room rất nhiều rồi, anh chị phải kiên nhẫn chờ đợi. Còn mình không chờ đợi, không kiên nhẫn trong sự vô ích, mà mình chờ đợi kiên nhẫn trong cái sự tính toán và có kế hoạch, khi nào mất hỗ trợ, khi nào nó mất đi cái đường giá thì mình mới bán. Còn trong giai đoạn này nó chưa cái gì hết thì mình đâu có sợ đâu anh chị, đâu có sợ để mình có thể thoát hàng ra đâu. Một số anh chị bán rồi, một số anh chị nhà đầu tư nó chưa lên, tại vì cái xui xẻo nhất trong cái đầu tư chứng khoán là khi mình mua cổ phiếu đó và mình nói về cổ phiếu đó quá nhiều thì nó sẽ không tăng giá. Tại sao anh chị nhà đầu tư thấy là một số cổ phiếu tăng nó không tăng lên, mình có hàng rất nhiều nha anh chị, nhưng mình không dám nói tới là nó ấy, tại vì cái sự kỳ vọng của mình nó càng kỳ vọng vào một cái mảng cổ phiếu nó càng không lên. Cổ phiếu này anh chị mua chơi chơi thì nó lên, nhưng mà cổ phiếu nào anh chị mà đầu tư và hết tài sản của mình vào đó thì nó lại không lên, tại vì nó thử thách mình anh chị, nó thử thách mình. Nó giống như khi mà ông trời ông đưa cho mình một cái việc gì đó lớn thì ông thường là thử thách mình vượt vượt qua giai đoạn khó khăn vậy, giống như đặt lên nhiệm vụ của nó đúng không gì. Thì cổ phiếu cũng như vậy, mình phải kiên nhẫn, và khi nào nó mất hỗ trợ, nó mất đi cái điểm giá mình ban đầu mình đưa ra thì mình xử lý thôi, bình tĩnh nhẹ nhàng điềm đạm. Nói chung đầu tư chứng khoán nó sẽ luyện cho anh chị nhà đầu tư điềm đạm và cái tính kiên nhẫn cao, và cái dứt khoát nó cũng cao nha chị. Ví dụ như bây giờ nó mất hỗ trợ, dứt khoát không có nói tới nói lui làm gì nữa, đi tìm cơ hội mới, đi tìm cơ hội mới. Cái bây giờ anh chị mà đầu tư cắt lỗ rồi bắt đầu nó quay lại, bắt đầu tiếc cứ hôm bữa ở cắt lỗ rồi bây giờ nó cứ quay lại như thế này khổ quá, thì chắc chắn anh chị nhà đầu tư cũng sẽ không ăn được mã đó, mà anh chị vào lại thì anh chị lại lỗ tiếp. Nên thành ra cái cơ hội trên thị trường nó rất nhiều, phải bình tĩnh nha anh chị, điềm đạm tại trên trên cái thị trường tài chính này nó sẽ luyện cho anh chị. Ngày trước mình nóng vội lắm vậy, sau này cứ bình bình thường
một hai ngày nó không lên thì chờ chờ, nó phải xác định được cái tín hiệu rõ ràng mình thấy không ổn, bớt qua mã khác thôi, không nói đi nói lại nhiều, tại vì sau này anh chị cũng sẽ vào là cái mã cổ phiếu đó. Anh chị cứ để ý cho mình là những người mà hay chửi lên thị trường nha anh chị, ví dụ như cổ phiếu này ông này chủ tịch đồ gì, nói chung là cái chữ chủ tịch rồi cổ phiếu nó không lên đâu, mà chính người những người đó thua lỗ, họ gây ra một cái sự là đó là thua hàng vô cái mã cổ phiếu, và sau này họ tới lui họ cũng sẽ vào lại cái mã đó và tiếp tục vào lỗ, không bao giờ chia trách cổ phiếu. Cái bản thân mình đã vào cổ phiếu đó thì cái trách nhiệm là cái bản thân của mình, đừng có đổ cho cổ phiếu này rồi lái rồi chi cho nó mệt mỏi. Mình thật sự mình chia sẻ vậy, cứ hàng học vô những mã cổ phiếu mình thấy là những người rất là tục tiểu ở trên trên Fan, đặc biệt trên Fan những người đó mình thấy là không bao giờ có tiền lớn nữa, không bao giờ có tiền lớn, lợi nhuận lớn cũng không có. Những người hàng học thù hằn rồi rồi chửi chủ tịch rồi lái liếc rồi sùm trên đó, những người đó đánh có xíu mà lộ miết rồi. Mình, thật sự là mình nhìn vô mình biết thì mình phải cho đi anh chị, mình phải cho đi không. Thì trong cái giai đoạn sắp tới nha anh chị, thì anh chị nhà đầu tư cũng chú ý cho mình là chuẩn bị nghỉ Tết rồi, thứ năm mà đáo hạn phái sinh nữa, thị trường nó đánh sốc quá thì mình phải bớt nghỉ. Thứ hai nữa là lựa chọn những cái doanh nghiệp cổ phiếu, đồng hành cùng những cái doanh nghiệp cổ phiếu, tăng hạ cổ phiếu một cách hiệu quả không? Và thị trường nó xác định cái tín hiệu rồi, xu hướng rồi, thì có khả năng là xu hướng nó thoát ra khỏi xu hướng thì nó sẽ hình thành ra một xu hướng mới. Sáng nay mình có nói rồi, thị trường nó đang tiếp cận và nó muốn hình thành một xu hướng mới đó. Hình thành một xu hướng, mình chat lên cho anh chị nhà đầu tư hết rồi, chat hết cho lên cho anh chị nhà đầu tư rồi, cố gắng nha anh chị, nắm bắt cơ hội để về bờ. Gần đây là mình cũng khai gá rồi anh chị, chung là hôm nay quá nhiều cảm xúc quá nhiều, ngay cả những cái như cổ phiếu AI mình mới mua vào thôi nhưng mà lợi nhuận cũng tương đối là ok rồi anh chị. Rồi ETF thì mình đi dài rồi anh chị, đi lâu lắm rồi, tới hiện tại bây giờ anh chị nào biết tới mình, anh chị biết mình đánh ETF, HSG với VCG. VCG thì mình 22, riêng về về hoa sen thì mình sẽ dời lên tầm cỡ 16 anh chị, tại vì nó có một cái quả gap bên đó, nếu như nó về được đó thì ok. HDG, SI, SHB thì nó hơi nặng tí nhưng cũng ok rồi, SHB yếu hơn MBB, MBB chạy mạnh rồi, SHB nó yếu hơn, mà không sao nha anh chị, cố gắng nắm bắt nha, và có những chiến lược hiệu quả tăng hạ cổ phiếu nha anh chị, không bán hết cổ phiếu nha, tại vì thị trường nó thoát xu hướng rồi mà, thoát xu hướng rồi mà mình bán hết cổ phiếu là mình không dám mua lại đâu, không dám vào lại đâu. Bây giờ là người ta sẽ, cái suy nghĩ của những nhà đầu tư lớn, người ta sẽ bắt đầu là người ta sẽ nghĩ tới câu chuyện là làm sao để em đưa cái lượng tiền gần hơn 1,5 tỷ đô kia trở lại thị trường. Ngay cả bản thân mình cũng nghĩ, hôm trước mình đã nói anh chị nhà đầu tư rồi, nghĩ là bây giờ làm sao, chỉ có cách đánh lên thôi thì những nhà đầu tư cá nhân người ta mới vào lại, còn khi mà thị trường chỉnh sâu á thì những cái dòng tiền đó nó rụt rè luôn anh chị, nó sợ hãi luôn, nó rụt rè luôn, nó không dám vào lại đâu. Ví dụ bây giờ là test lại 1.000 tôi sẽ vô, nhưng khi nó xuống 1.000 thiệt á, là người ta sẽ đặt là cái target thứ hai đó là 950, xuống 950 thiệt thì người ta lại đặt là 900. Những người đó là không bao giờ họ dám mua khi mà họ có kế hoạch rồi, nhưng mà họ thường là dời cái kế hoạch của mình đi, và khi thị trường đảo chiều đi lên lại thì người ta tiếp tục là ấy, nhưng mà khi mà đánh sốc lên, đánh mà hưng phấn lên thì người ta sẽ vào trở lại. Và những nhà đầu tư nào, những người phân tích thị trường nói thị trường sập đồ này nọ, thì sau này anh chị sẽ để ý là những người đó họ sẽ phân tích và họ nhận định thị trường đi lên trở lại, thì lúc đó là cái cơ hội để mà cái dòng tiền nó vào trở lại thị trường. Khi nó vào lại thị trường thì anh chị nhà đầu tư biết rồi đó, cái cách mà mình làm đó, khi thị trường nó hưng phấn lên thì lúc đó là anh chị nhà đầu tư nên hạ bớt đi ra đứng ngoài một phần nào đó, rút chân bớt ra nha anh chị. Đó, góc nhìn của mình về thị trường nha, trên xu hướng là đã được phá vỡ phiên giao dịch hôm nay, canh những cái phiên hưng phấn của thị trường để hạ bớt mua lại khi nhịp test nha anh chị, không bán hết cổ phiếu nha, đó là những cái chiến lược gần Tết. Cảm ơn chị rất nhiều nha, rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị nào cần người tư vấn hỗ trợ liên hệ ngay với mình nha anh chị, mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị tham gia vào room mở thì có cái room mở mình ghim dưới phần bình luận đó nha anh chị, anh chị có thể tham gia vào. Anh chị nào yêu quý hơn nữa thì có thể là donate mình một ly cà phê. À, tại sao mà có những người kêu mình đầu tư mà sao cứ nói chuyện cà phê, thật chất mình để mình nói cho anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Muốn thành công có những công việc anh chị phải làm, và cái giá trị mình mang lại thì mình, giá trị mình mang lại cho cộng đồng thì mình cũng phải nhận được. Ngay cả những người chơi game anh chị thấy không, cũng nhận được những cái mà nhà đầu tư, không phải nhà đầu tư mà những người chơi game họ yêu quý, thì ngay cả bản thân mình vậy thôi, mình dám làm, mình dám nói với anh chị nhà đầu tư như vậy, dám cà phê với anh chị. Bình thường ngay cả trong phiên giao dịch mình cũng đưa những mã cà phê cho anh chị nhà đầu tư, đúng không? Có gì hết, cái đây là cái chuyện hết sức bình thường trên thị. Mình không có cần nhiều anh chị, 5-10 ngàn một nửa ly cà phê hoặc là ít đường để mình bỏ vào cà phê cũng được. Cái đó là cái mà để mình biết được sự quan tâm của anh chị nhau. Còn một số anh chị nhà đầu tư thấy không thoải mái
hoặc là cái vấn đề gì đó thì có thể là xem những cái kênh khác. Thật sự khi mình chia sẻ mình muốn biết là à, anh chị nhà đầu tư nào yêu quý và theo dõi mình, quan tâm yêu quý đến mình, chứ không phải mình cần một cái ly cà phê nha anh chị. Cái đó cũng là một trong những cái dạng như là nó là cái một cái động lực để mình biết được là sự quan tâm của anh chị thôi. Còn anh chị phải theo dõi mình dài, anh chị theo dõi mình nhiều thì anh chị mới mới hiểu được. Còn mình đã dành ra rất là nhiều thời gian, công sức coi như là để mà đồng hành, chia sẻ cùng nhau, bước cùng nhau trên con đường này. Còn những anh chị nào hoặc là những bạn trẻ nào mà muốn đồng hành cùng mình trên cái chặng đường môi giới này luôn, mình sẽ đào tạo miễn phí luôn, không lấy tiền, đào tạo miễn phí luôn, đặc biệt là những bạn sinh viên hoặc là những bạn trẻ liên hệ với mình sẽ đào tạo miễn phí luôn, tạo ra những cái con người thành công hơn nữa nha anh chị. Anh chị biết là cái thành công nhất của một con người không phải là mình có rất nhiều tiền, mà mình đào tạo ra một cái người nào đó có thể giỏi hơn mình, nó mới là cái gọi là thành công nhất. Đào tạo ra một đứa em hoặc là tạo ra một đứa em gì đó giỏi hơn mình, nó kiếm tiền nhiều hơn mình nữa, thì cái giá trị mình mang lại mới cao. Thì mình sẽ đào tạo miễn phí luôn cho những người nào có khát vọng, có khát khao thành công, và đối với mình đi cùng mình trong giai đoạn sắp tới. Nhưng mà mình đã nói thẳng luôn nha anh chị, khi mà đã thành công rồi thì phải xác định là phải giúp đỡ những người khác trở lại, chứ không phải là khi mà thành công rồi chỉ lo cho một mình. Khi mà mình đào tạo những người đó thành công rồi, bắt buộc những người đó phải giúp lại những người để mà cùng nhau thành công, tạo ra một cái cộng đồng thành công, tạo ra một cái kênh truyền tin cho nhau rất là lớn, rộng lớn, thì mình sẽ có những cái thông tin mới. Tại sao mình biết được những cái thông tin sớm hơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều? Tại vì mình có được một cộng đồng, mình có được những anh chị đầu tư khá thành công, thì khi mà người ta biết được thông tin hay, người ta chia sẻ với mình biết được những thông tin mình sẽ chia sẻ lại, thì tạo ra một cái cộng đồng như vậy thì mình mới thắng được trên thị trường. Còn bây giờ mình cứ lò mò một mình, tin tức thì mình không biết, mỗi lần có tin gì cái là mình là người biết cuối cùng, mỗi lần có cái game gì đó là mình là người biết cuối cùng, mà mình cứ nghĩ là mình biết đầu tiên, đúng không? Mình là người biết cuối cùng mà mình cứ nghĩ là mình là biết đầu tiên, thì cuối đó toàn là sàn không à. Thì một số mã cổ phiếu trên thị trường, ví dụ như ngân hàng, ví dụ STB hoặc là một số mã cổ phiếu như LPB, thì nó sẽ tăng rướng nha chị, nó tăng rướng, và cái tăng này nó không còn được dài nữa, thì lên những cái mã cổ phiếu đó mình hết sức thận trọng. Đó là góc nhìn của mình và chia sẻ của mình hả chị. Rất mong được sự ủng hộ đồng hành của quý chị nhà đầu tư. Nhớ like cho mình một cái nha chị. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại chị vào những cái video tiếp theo nha. Ok, xin chào mọi người.